Rồi, alo, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi qua bài số 12. Trong bài số 12 này thì mình sẽ chia sẻ các bạn về thumbnail và tắt kênh và cái cách tăng view kinh điển cũng như rất là dễ ao kênh. Nhớ lưu ý, thumbnail là một trong những cái yếu tố mà đập vào mặt mọi người khi họ xem một video nào đó, và ở bên kia là đề xuất thì cái thumbnail càng hay càng hấp dẫn thì có khả năng thu hút người càng cao, thì người ta xem video mình càng nhiều. Cái thumbnail cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Cái thumbnail kết hợp với tiêu đề là trong một trong những yếu tố mà hút view rất là khủng. Tuy nhiên, nếu các bạn làm cái thumbnail mà nó quá sai sự thật thì rất dễ bị ảo kênh. Rất là nhiều người họ làm cái thumbnail để thu hút giật tít, nhưng mà nó là không đúng với cái nội dung. Hay là các bạn làm những cái thumbnail về cái chủ đề mà bạo lực hay sexy hay là những cái kinh dị thì rất là dễ bị ảo kênh. Đặc biệt là đối với những bạn mà làm về những cái kênh về sinh lý thì rất là dễ bị ảo kênh, bởi nó rất là nhạy cảm. Nhìn nếu các bạn làm những cái thứ mà nó gây ghê hay là gớm thì người ta sẽ report nhiều, thì cái kênh họ sẽ chết, tại vì người ta không có thích những cái hình như vậy, nó rất là ghê, đúng không ạ? Hoặc là các bạn làm bán những cái loại thuốc này thuốc kia, những cái thuốc điều trị da liễu hay là cái thuốc gì thì làm cái hình thumbnail mà nó gây cho người ta cái khó chịu, nhìn vô khiếp sợ chẳng hạn, thì họ sẽ báo cáo rất là nhiều và chúng ta cũng chết kênh. Đấy, bởi vậy cái hình thumbnail là cái nó rất thu hút, rất là ghê, nhưng mà nó cũng là cái yếu tố để các bạn chắc cảnh đấy, bạn hãy lưu ý điều đó. Rồi, hình thumbnail thì chúng ta có rất nhiều cách để mà làm. Các bạn có thể làm bằng Photoshop, nếu các bạn biết. Bản thân mình thì mình không Photoshop, đa số mình làm bằng PowerPoint. Tí hồi mình tí, mình sẽ demo cho các bạn thấy mình làm như thế nào. Rất đơn giản thôi. Làm thumbnail thì cũng không có gì mà nó cao xa. Thì ở đây mình sẽ lấy khoảng hình thumbnail của những cái video mà nó trên 1 triệu view, ví dụ đây là một cái hình thumbnail của một cái video dài 15 phút 6,7 triệu view. Cái hình thumbnail này nó nói về những cái mẹo bạc, nó là 25 cái mẹo bạc trong đời sống mà các bạn nên biết. Vì như vậy thì cái video này nó đơn giản chỉ là hình hộp quẹt, một cái dây và hai cái này, bạn nhìn thấy hình này, và nó đã đạt được là 6,7 triệu view, rất là kinh khủng, đúng không ạ? Ở đây người ta nói là 25 cái mẹo vặt trong cuộc sống, đúng không? Thì họ để cái hình chỉ như thế này thôi mà nó thu hút kinh khủng, đúng không? Đạt được 6,7 triệu view. Rồi, tiếp theo, đây là một trong những cái hình thumbnail của cái video này cũng đạt khoảng 1,7 triệu view. 108 triết lý cuộc sống thay đổi đời bạn. Các bạn thấy hài không ạ? Ở đây là nó nói đến những con số. Người ta sẽ tò mò 108 triết lý này là cái gì mà nó sẽ thay đổi cái cuộc đời của mình. Đấy, và nó đánh vào con số, đánh vào sự tò mò, và đây các bạn thấy nó đơn giản, nó chỉ là nó tìm một cái hình ở trên mạng về với cái chữ này là xong. Bạn thấy không ạ? Nó không có cái gì gọi là khó khăn cả, đúng không? Đấy, đó là một hình thumbnail. Tiếp theo một hình thumbnail nữa cũng sưu tầm một cái hình ở trên mạng. Đấy, về bắt đầu biết thêm chữ mà đơn giản là nếu bạn 40 tới 60 tuổi nhất định bạn phải nhớ 8 điều này. Cái video này cũng đã hơn 1 triệu view. Đấy, ở đây nó đánh vào đối tượng là những đối tượng 40 tới 60 hoặc là họ chưa đạt tới, thì phải biết 8 điều này, còn bỏ xem 8 điều này là 8 điều gì. Đấy, có thấy không? Những hình thumbnail và nó nói lên được sự tò mò, được sự gợi ý, những con số. Tất cả những hình thumbnail đều đánh vào sự tò mò của con người ta. 8 điều cần phải biết, họ muốn biết 8 điều đó là cái gì, đúng không ạ? Rồi, 108 triết lý để thay đổi cuộc sống, thay đổi cuộc đời, nó là triết lý gì, đúng không ạ? Và ở đây là cái hình đó, những cái mẹo ở đây họ rất là tò mò là sao nó làm ra hai cái này rồi hộp kẹt, không biết nó là cái gì.
thì nó là gì, bắt đầu họ sẽ tò mò, tất cả là yếu tố tò mò đúng không ạ. Đây thêm một cái nữa cũng đạt 67 triệu được xem này, 9 tháng trước này, 25 điều thông minh bạn cần biết, chỉ đơn giản là thôi, và một cái hình bánh mì cắt đúng tư thế và hình bánh mì cắt sai tư thế, nó chỉ đơn giản là thôi mà nó đạt được cái mức là 67 triệu xem. Mà các bạn làm hình thumbnail không có gì gọi là cao siêu cả, ở đây để làm được hình thumbnail thu hút thì các bạn phải tạo được một cái sự tò mò cho người ta. Ví dụ như những cách phối đồ, đây mình chúng ta đi vào hành động, ví dụ như là cách phối đồ, cho người mập này, đấy, người mập cho người béo đi, đấy các bạn, thì các bạn thấy những cái video top thì nó cũng là mấy trăm ngàn đúng không, mấy trăm ngàn đấy. Đấy, thì nó chỉ là những hình ghép lại với nhau, ba hình ghép lại với nhau, không biết là hình sưu tầm trên mạng, tất cả đều sưu tầm trên mạng. Đấy, cách phối đồ, cách phối đồ nó chỉ đơn giản vậy thôi đúng không? Đấy, cho người béo, cho người mập, họ chỉ đưa ra những cái hình bản cái chữ rất là dễ đơn giản như vậy, là cái video này 1,3 triệu view, chỉ là đúng và sai, cách mặc đẹp cho nàng chân to và sai, mặc như thế nào thì đúng, mặc như thế nào thì sai, chỉ đơn giản vậy thôi. Bạn họ thể hiện được cái rất là hay của cái tiêu đề này đấy, không phải gì cao siêu cả. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm cái thumbnail, được chưa? Nó khá đơn giản. Ở đây ví dụ như là cách phối đồ cho người mập, mình sẽ là lên Google mình tìm cách phối đồ cho người mập. Rồi, mình sẽ vào hình ảnh này. Đấy, mình sẽ tìm một vài cái hình ảnh người mập. Mình sẽ tìm vài người mập nhé. Đây là một trong những video của mình. Đây, bạn thấy không? Sẽ thấy. Mình đã bằng chữ này và tìm bài mà bỏ vào ghép lại với nhau. Tôi xem cái video này, đấy, mình xem cái là Ruby mập lùn. Xem là được bao nhiêu view. Cũng được 180 ngàn. Đây, đấy, đơn giản vậy, 180 ngàn. Các bạn đơn giản đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm những người mập lùn nhé, phối đồ làm sao đẹp. Đây họ đã chỉ hết cho mình rồi, rất là nhiều thứ rồi. Đây này, những cái người này là rất sang đi rất thời trang, những cái người mập họ sẽ rất là ngưỡng mộ những người này. Thì chúng ta sẽ lấy luôn này. Đầu tiên thì các bạn lấy mô hình từng người một đi ha, như đây cái cô này. Đấy, rất là thời trang luôn, và tải về này. Lùa laptop, ok, một hình. Tiếp theo, đây cái chi này. Khá là to đúng không? Rất là sạch đẹp. Đây, bạn này này. Xem lại. Rồi, đấy, 3 hình hay 4 hình gì đó tùy các bạn. Mình thêm hình này đi. To quá đúng không? Nhưng mà rất sang điệu. Rồi ở đây mình sẽ mở một cái bao PowerPoint đây luôn. Mình sẽ mở cái slide mới chỉ như các bạn thấy như thế này, insert này, picture này. Đấy, bây giờ mình sẽ tải ba cái hình này vào. Có thể là ba hay bốn tùy các bạn, nhưng mà chúng ta là phải đó. Bây giờ các bạn kéo từng người một vào đây, phóng lớn lên, phóng lớn như là bảo hiểm phải rõ này, mờ quá hoàn toàn đi luôn. Khi mà phóng lớn vào đảm bảo nó vẫn rõ nhé, phải nét chứ còn nó mờ là người bạn không được. Cũng mờ các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy lại là chúng ta vào phần khung, chúng ta chọn kích thước, chọn lớn. Đấy, lớn để mình biết là chúng ta không phải kéo ra nó bị phá vỡ màn hình, nó mờ quá.
hướng dẫn các bạn tìm những người mập thôi. Đây, đây, chị này đúng không? Cũng hơi mập. Ok, đây, chị này đi. Tất nhiên là các bạn phải sưu tầm được những cái người mập mặt rất là đẹp thì các bạn mới thu hút được, đúng không? Còn lấy những người mập mà hình nó xấu xí quá thì nó lại không được. Tất nhiên các bạn lại đúng cái từ khóa đó nha. Đây, chị này còn một quả nha. Rồi, cái bà này, đây bà này, rất sang đẹp đúng không? Các bạn nhìn vào nhìn nó người ta mập nhưng mà mặt nhìn nó sang đêm một tí ạ. Nhỏ quá đúng không? Chị này đây. Chị này cũng không là mập lắm. Ok, lưu vào luôn. Rồi, lấy thêm chị này nữa. Nhớ phải lên to để đủ độ phân giải nó tốt. Rồi, bây giờ chúng ta xóa này đi. Picture. Đây. Đúng không? Đấy, nó lại toàn toàn ngay. Kéo ra đây. Bật lưới nhanh thì mình sẽ làm này. Đấy, top nó lại. Cho nó sát thôi. Đi ra ngoài, kéo cho nó sát ra đây. Click này để nó không bằng click và xóa đi. Chúng ta đánh lại. Rồi, chúng ta làm thông báo được không? Phá chút này, drop nó lại. Kéo cho nó nhỏ lại. Đấy. Sắp lại nhỏ. Rồi, tiếp chị này. Để xóa đây, kéo lớn lên. Đấy, các bạn thấy là chị này hơi mờ đúng không? Kéo lớn mờ quá, chúng ta bỏ đi. Chúng ta kéo lớn ra để đảm bảo cái rõ các bạn. Cũng mờ đúng không? Thế thì chưa được, chúng ta là phải tìm lại hai người khác. Độ phân giải nó cũng lớn. Hình như chúng ta tải bạn này rồi về đúng không? Chưa nữa nè. Sao rồi đây? Các bạn này. Đây bên đây này, mình lấy lọt. Đấy, khi nó mặc đủ lớn thế này. Thì vừa mặc. Chúng ta rót nó lại cho nó vừa. Đấy, đẹp quá. Cái này chúng ta rót ra một tí nữa cho nó vừa. Rồi, đấy, tức là chúng ta đã có được một cái hình mặt nó rất là đẹp, đúng không? Mặt có thể gắn thêm một đây là chữ gì đó, đây. Nè, viết chữ này nha. Đấy. Phá chuột này, reset này. Ví dụ như là cách phối độ đẹp. Còn cái mặt này. Đấy. Lớn ra control lên 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 control lên 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 lên. Đấy, nó ở đây này, cái khung này bạn muốn bỏ đi thì bạn vào đây. Sát effect này, vào đây. Bỏ đi. Đấy, nó mất. Dạ. Thấy không ạ? Tùy bạn nha. Đấy, mất cái hình nền này chưa? Bây giờ nó không nổi thì chúng ta sẽ control và chúng ta chọn màu khác cho nổi. Ví dụ màu đỏ này. Cái màu gì mà bạn nhìn vào thấy nổi. Nếu nó bỏ đi vin thì nó sẽ bị tối. Đấy,
dụ mà nói chẳng hạn, bạn có thể là cho nó to lên, hoặc là trong bạn có thể bỏ luôn cái phần outline hay sharp overview này, đấy. Xoay cho nó xéo lên, được chưa? Đấy, mình để bài thôi. Còn cách màu nhiều màu thì mình không làm lắm. Kéo lên, đấy, bạn nhớ này. Kéo từ trên xuống dưới này, kéo từ trên dưới nhớ này, kéo từ trên dưới này, đấy, phá chuột này, xem picture này. Đấy, bây giờ mình có thể lưu lại, đúng không? Bạn lưu cái hình như thế này nhé. Đúng không? Phối đồ cho người mập. Được chưa bạn? Bạn phải lưu đúng thế này. Không dấu hoặc dấu cách. Lưu đâu đó. Và sau đó, như như lưu picture này. Bây giờ chúng ta vào xem nhé. Bạn lưu picture này. Đấy, bây giờ nó là như thế này này các bạn. Bạn lưu xem này. Thôi, nhưng bây giờ nó rất là to nha. Bây giờ chúng ta chỉnh lại edit này. Edit này. Đấy, bạn bỏ resize, nhớ edit resize. Đấy, nó 2000 to quá. Nó sẽ là 1280 đến 70 thôi. Đấy, xem lại. Thì cái thumbnail là như thế này. Đấy, đó là cách mình làm cái thumbnail. À, bằng cách ghép, bạn có thể ghép bất cứ cái gì thì nhận là có, đúng không? Đó là cái thứ hai. Ok. À, thật ra thì vậy thôi. Nếu các bạn muốn chuyên nghiệp hơn thì các bạn phải là Photoshop các kiểu thiết kế.